Vâng, xin chào toàn thể các bác đã trở lại kênh của Tổng kho Sinh Sivatech. Ngày hôm nay thì là ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vậy là một năm 2022 đã qua, một năm với nhiều biến động, nhiều sự đổi thay của ngành vận tải. Vâng, thì sang một năm mới 2023 thì em xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, vạn sự hanh thông quý chị em nhá. Đó, công việc đều thuận lợi. Ngày cuối cùng của năm 2022 thì em Tuấn xin giới thiệu cho toàn thể quý chị em một dòng siêu phẩm. Có thể nói là nó sẽ là một xu hướng của năm 2023 quý chị em nhá. Đó chính là dòng cổ cò 48 feet, chiều dài 15m1. Và dòng này nó sử dụng đặc biệt nhất đó chính là sử dụng lốp có xăm quý chị em nhá, lại lốp 24 thép. Đó, chúng ta hãy cùng khám phá qua cấu hình để xem. Thì dòng sản phẩm này thì mới về bên em, thì có lẽ là sau Tết âm lịch thì nó sẽ có giấy tờ cho quý anh chị em. Thì dòng sản phẩm này thì nó sẽ là, em nghĩ là nó sẽ là một xu hướng mới, một xu hướng cực kỳ là mang lại nhiều giá trị cho toàn thể quý anh chị em ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta cũng đã biết thì trên các cửa khẩu, thì hiện tại cửa khẩu bên Trung Quốc thì nó đã cấm loại cong dài. Thì rõ ràng là một dòng móc 48 feet thì nó sẽ rất là phù hợp. Và dòng này thì nó lại còn được thêm chiều cao quý em nhá. Đó. Và đặc biệt nhất, và vẫn phải nói là một đặc biệt nhất, đó chính là sử dụng lốp có xăm. Dòng cổ cò đầu tiên của Việt Nam sử dụng lốp có xăm nhá quý em nhá. Đối với dòng này thì hoàn toàn có thể chở hàng đến 80 tấn. Vâng, chúng ta cùng khám phá qua cấu hình nhá. Ta đọc qua một vài thông số này. Chiều dài 15m1, rộng 2m rưỡi và cao 1m47. Vâng, chiều cao rất là tương đối, rất là thấp để quý anh chị em đóng công cực kỳ là cao đấy ạ. Đó, với xác là 6 tấn 6. Vâng, một cái xác cực kỳ là khủng khiếp đối với dòng cổ cò như này. Dòng cổ cò 48 feet mà xác đến 6 tấn 6. Nhìn cái vai ở trên đầu của nó này, 28 phân quý anh em nhá. Vai trên đầu là 28 phân. Dòng này nữa nó cũng rất là đặc biệt để cho quý anh chị em có thể chạy ở trên những cung đường cửa khẩu hay Tây Bắc này. Đó chính là sử dụng tâm cầu là tâm cầu 8m7. Nó tâm cầu cực kỳ là ngắn nhá quý anh chị em nhá. Nó sẽ có hai tâm đinh chờ, một tâm đinh chờ nữa. Nếu mà quý anh chị em cần tâm cầu dài thì cứ đổ sang nữa. Ở cổ chúng ta có thiết kế là bản chassis là 28 phân quý anh em nhá, 28 phân. Và được thiết kế đến 4 cổ tăng cứng này. Đó, 4 cổ tăng cứng. Ngoài ra bản chassis ở cổ là bản chassis được kèm theo một vài lớp tăng cứng nữa này. Nó lồng gần như là lồng toàn bộ luôn nhá. Đó, chúng ta thấy này, rất dày. Đó, một lớp chống võng này, đến chân trống này. Đó, rất là ok. Đó, loại này thì nó sẽ sử dụng chân trống, chân trống của Fuwa. Vâng, chân trống của Fuwa. Đây, cạn bằng thép quý nhau nhá. Cạn làm hoàn toàn bằng thép cực kỳ là chắc này, quá là chắc luôn. Phải thật sự là khi mà nó về á thì bọn em lắp cái cản này lên, thì thật sự là khi mà bê cái cản này lên thì cảm giác 4 người bê với được. Đó, rất là nặng và rất là chắc. Sử dụng hai giá lốp dự phòng. Chúng ta có bản chassis đứng là bản 60 phân quý em nhá. Hiện tại bản 60 phân là bản dày nhất ở trên thị trường. Nhưng mà điều đặc biệt nhất của cái bản chassis này, chúng ta phải nói đến độ dày của nó, độ dày của bản chassis. Vâng, độ dày của bản chassis quý anh chị em có thể đoán là bao nhiêu không ạ? Nó độ dày này. Đó, chúng ta có thể thấy quan sát qua video, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là độ dày của nó là không thể bàn cãi. Một độ dày cực kỳ là kinh khủng của quý anh chị em nhé. Đây chúng ta có thấy là rất nhiều răng ngang này, cũng như là răng chéo, nó sẽ giúp cho cái móc nó vận hành cực kỳ là ổn định. Khi mà quý anh chị em đổ cua hay là đổ đèo thì nó rất là vận hành, nó sẽ chống mặn và chống lật móc quý nhiệm nhá. Đó là những tác dụng của cái răng ngang và răng chéo. Chúng ta thì thấy này, thiết kế 4 cổ tăng cứng cực kỳ là chắc chắn. Đó, thùng đồ là thùng đồ 2m2 nhá. Đây là thùng đồ có dung tích lớn nhất ở trên thị trường hiện nay. Vâng, các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Thùng đồ 2m2 thì chở được cái, để được cái khối lượng đồ rất là lớn. Chúng ta có hệ thống cầu trục Fuwa là cầu trục Fuwa 13 tấn quý nhiệm nhá. Cầu trục Fuwa chính hãng, sử dụng hệ thống một tổng phanh. Thì vẫn phải nói lại là nhiều khi là bọn em về cái loại hai tổng phanh thì nhiều bác lại bảo là hai tổng phanh là
nó bị yếu, nhưng mà thật ra thì đó là do đầu của các bác là không đủ hơi để cho nó cho sử dụng đến hệ thống 2 tổng phanh. Và bây giờ bọn em về đến hệ thống 1 tổng phanh thì các bác cứ yên tâm. Đó, dây tiêu hơi thì đều là dây tiêu bằng cao su, rất là bền bỉ. Chúng ta hãy khám phá một chút về gầm bệ nhé. Thống gầm của nó này, chúng ta có gì đây ạ? Chúng ta có hệ thống lá nhíp. Các bác đoán xem là bao nhiêu? Hệ thống lá nhíp 10 lá nhíp quý anh em nhá. Vâng. Riêng dòng cổ cò này sử dụng đến 10 lá nhíp. Vâng, đây là một con số rất là khủng khiếp trên các dòng cổ cò cũng như là dòng xương. Thì bình thường các dòng xương hay dòng cổ cò thường thường họ sẽ dùng 7 lá nhíp thôi. Tuy nhiên dòng này sử dụng đến 10 lá nhíp, rất dày dặn và chắc chắn quý anh em nhá. Và chúng ta đến với phần đặc biệt nhất của nó. Đây là phần đặc biệt nhất của nó này. Đó chính là sử dụng lốp có xăm quý anh em nhá. Loại 12 rồi 20. Loại 20 bố thép Winstar. Vâng, loại này thì có lẽ là rất nhiều quý anh chị em có thể thấy ở trên đường rồi. Với sử dụng hệ thống múi lốp là múi lốp gai tròn quý anh em nhá. Chịu tải cũng rất là tốt. Nó 20 bố thép và là lốp nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Rất là đẳng cấp. Nó chúng ta có sử dụng luôn là hệ thống 6 gù công. Vâng, rất là chắc chắn rồi. Này, cạn nó. Cạn đuôi nó này. Cũng như là sau cũng rất là chắc chắn. Đó. Thì quý anh chị em nào mà quan tâm đến dòng cổ cò này thì em nghĩ là hãy liên hệ ngay để được em Tuấn tư vấn và đặt móc nhanh nhất cho quý anh chị em. Nó về sớm để đầu tiên là cái mức giá nó sẽ rất là tốt. Và thứ hai nữa là quý anh chị em có một sản phẩm rất là ưu tú để quý anh em chạy. Quý anh chị em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em tại video sau.